Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại video của mình ngày hôm nay. Và rất lâu rồi thì mình mới quay trở lại với chủ đề về dưỡng trắng da body. Có lẽ là khoảng 1 năm rồi thì mình mới quay trở lại. Và gần đây thì tính của mình là khi nào có cái gì hay ấy, mình đều rất là muốn chia sẻ cho mọi người. Và đặc biệt là khi nào mà mình tìm được một cái routine hay là một cái tip gì đó mà nó hiệu quả thực sự ấy, thì chắc chắn là mình sẽ bấm máy quay luôn để chia sẻ cho tất cả mọi người. Bởi vì mình nghĩ rằng là nhu cầu làm đẹp thì ai cũng xứng đáng để có được. Và cũng rất rất hy vọng là những chia sẻ của mình có thể giúp ích được cho mọi người, giúp cho mọi người tự tin xinh đẹp hơn. Và tất nhiên video này không có quảng cáo hay là booking trả hình ấy, nên là mọi người có thể yên tâm vào những cái gì mình chia sẻ nha. Bởi vì đây đều là những cái bước mà mình thực sự đang sử dụng và cảm thấy có rất là nhiều hiệu quả. Thì minh chứng sống là bản thân mình đã từng sử dụng và mình thấy nó bật tông quá là nhanh ấy. Mình không nghĩ là một cái phương pháp hoàn toàn từ những cái sản phẩm mà gọi là khoa học mà nó có thể đem đến một cái hiệu quả trắng nhanh cấp tốc như vậy. Thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái hình ảnh trước và sau khi một tháng mình sử dụng, thì để cho mọi người thấy là cái làn da của mình nó có sự chênh lệch đặc biệt như thế nào mọi người ơi. Bản thân mình thì da của mình không phải là da quá ngăm, nhưng mà nói trắng tinh trắng bóc thì không phải đâu mọi người ạ. Nhưng mà bản thân mình thì lại vẫn rất là muốn dưỡng trắng, kiểu sao nhờ một cái làn da trắng ấy thì khi mình mặc đồ hay là lựa chọn đồ nó cũng dễ dàng hơn. Với cả là thực sự là về cái gu thẩm mỹ của người Việt Nam của chúng ta ấy thì vẫn ưa một cái nền da trắng hơn là một cái nền da ngăm đen. Tuy nhiên thì mình không có ý chê bai các bạn da ngăm hay da nâu nhá. Cái này thì tùy thuộc vào gu của từng người thôi. Bởi vì da ngăm hay da nâu thì bây giờ vẫn là một cái xu hướng đang rất là thịnh hành. Nên là nếu như các bạn yêu thích làm trắng da thì có thể xem video này, còn nếu như mọi người thích một cái làn da nâu khỏe khoắn ấy thì có thể bỏ qua video này nha. Và từ trước cho đến nay ấy thì cái chu trình dưỡng sáng da body của mình gần như các bước nó không hề thay đổi. Thì mình đều chú trọng vào cả hai phương diện. Đầu tiên nó là bổ sung từ bên trong, và thứ hai đó là dưỡng từ bên ngoài. Thì cả hai cái phương diện này mình thấy nó đều hiệu quả hết. Và nếu như thiếu một trong hai thì mình thấy là cái quá trình này nó gần như là nó sẽ không được hiệu quả như khi mà mình áp dụng cả hai. Đối với cái việc bổ sung bên trong thì mình vẫn chung thủy với hai cái sản phẩm này. Nếu như mọi người mà không có quá nhiều điều kiện thì mọi người chỉ cần tích gọn lại hai cái sản phẩm này thôi. Đầu tiên đó là vitamin C và thứ hai đó là kẽm. Mình đã nói rất là nhiều lần rồi, rất là nhiều những cái video chia sẻ về trắng da hay là dưỡng da hay là mẹo làm đẹp hay thậm chí là những cái sản phẩm thực phẩm chức năng mà mình hay sử dụng ấy. Và mọi người biết là chẳng có sản phẩm nào mà có thể booking quảng cáo mà một lúc mà rất là nhiều video như thế, và trong suốt khoảng một thời gian dài như thế mà mình vẫn lên liên tục, thì mình nghĩ là không có một cái brand nào có đủ kinh phí cũng như là không có đủ kiên nhẫn để book mình kiểu đấy đâu. Nên đây đều là những cái thực phẩm mà mình đang sử dụng và mình thấy cực kỳ hiệu quả trong cái việc mà làm trắng da hay làm đẹp da nhá. Đầu tiên nói về vitamin C đi, nói chung cái này thì mỗi ngày mình đều uống một viên. Liều của mình dùng là liều 500mg vào buổi sáng sau khi ăn. Nên mọi người tất cả những cái thực phẩm chức năng ấy thì mọi người nên uống sau khi ăn, bởi vì là mình không muốn bị đau dạ dày một chút xíu nào. Và cái sản phẩm này thì chỉ nên uống buổi sáng thôi nha mọi người ơi. Và nếu như mọi người uống vitamin D ấy, thì mọi người nên cách cái sản phẩm này ra một chút, hoặc là sắt thì mọi người có thể sử dụng chung. Mình cũng không muốn nói nhiều làm gì trong video ngày hôm nay hết, bởi vì mình đã nói rất là nhiều lần rồi. Và thứ hai đó là kẽm. Kẽm này thì rất là rẻ. Vitamin C thì mọi người có thể dùng những cái loại rẻ hơn một chút cũng được, nhưng mà liều như thế này thì vẫn là một cái liều gọi là tối ưu nhất, đó là 500mg nhé. Còn kẽm thì mọi người có thể hoàn toàn ra hiệu thuốc mua. Đối với cái dòng này này là 2 viên sáng và tối nha mọi người ơi. Và mình đều uống sau ăn hết. Và kẽm thì nó có tác dụng cho cái việc mà tăng cường sức đề kháng của da này, hạn chế cái tình trạng mà bị kích ứng lên mụn. Nói chung nó sẽ làm cho cái da của chúng ta nó đề kháng tốt hơn. Và tất nhiên là một cái làn da khỏe thì chắc chắn là cái quá trình dưỡng trắng da của mọi người nó sẽ đạt được cái hiệu quả tốt hơn. Và tiếp theo thứ hai đó là mình dưỡng từ bên ngoài. Thật ra thì dưỡng từ bên ngoài có rất rất là nhiều phương pháp. Nếu như mọi người vẫn thấy cái phương pháp của mọi người nó hiệu quả thì cứ tiếp tục sử dụng, hoặc là mọi người có thể tham khảo một trong rất là nhiều những cái sản phẩm sau đây mình sẽ chia sẻ. Bởi vì trong video này sẽ có một cái sản phẩm mình đặc biệt chia sẻ cho mọi người, bởi vì từ khi mà mình phát hiện ra cái sản phẩm này thì thực sự là cái bước dưỡng trắng body của mình nó bước sang một trang mới luôn. Thì từ từ nhá, sẽ là bước đầu tiên trước, đó là cái bước làm sạch da. Thì mọi người biết là gần đây mình tích cực sử dụng những cái sản phẩm kem chống nắng cho body, và mọi người biết là kem chống nắng body mình lựa chọn là cái loại mà không trôi này, và nó có nâng tông nhẹ nhàng như là cái loại Biore. Và một cái sản phẩm mà sữa tắm hay là xà bông thông thường, nếu như mọi người chỉ sử dụng thôi thì mình khẳng định luôn là nó không thể nào làm sạch tuyệt đối được. Và nếu như mà để lâu ấy thì mọi người sẽ thấy là một cái hiện tượng giả nha, là da của mọi người nó có trắng lên, nhưng không phải là do da của mọi người nó được thay đổi sắc tố đâu, mà là bởi vì cái lớp titanium dioxide nó bám quá chắc lên da của mọi người khi mọi người tắm nó không sạch ấy. Thành từ ra là kiểu
mọi người sẽ thấy là sau một thời gian dùng mọi người da trắng lên là bởi vì cái lớp bám đấy nó dày ở trên da thôi, chứ không phải là do da của mọi người nó sắc tố nó đã được thay đổi đâu nha. Do đó này, ngoài sử dụng một cái sản phẩm xà phòng này, sữa tắm làm sạch thì mọi người nên sử dụng một cái sản phẩm, và cũng đây cũng là một cái điều mà mình nghĩ rằng ai cũng biết nhưng mọi người hay bỏ qua, đó là cái bông tắm như thế này. Cái bông này thì nó sẽ thay thế cho cái việc mà tẩy tế bào chết cho mọi người luôn. Ngoài ra thì nó sẽ làm tạo bọt và làm bông mịn cái lớp sữa tắm hay là xà phòng cho mọi người khá là hiệu quả. Bên cạnh đó thì cái việc mà massage thế này thì nó sẽ loại bỏ rất là tốt và gần như là triệt để cái cặn của những cái sản phẩm như kem makeup body hay là kem chống nắng trên da của mọi người. Và sản phẩm xà phòng mình dùng thì bất di bất dịch cũng thế, mình trải qua khá là nhiều những sản phẩm rồi, nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn thấy rằng các em gian tít vẫn là chân ái đối với một cái routine dưỡng trắng da, đặc biệt là với các bạn bị dày sừng năng lông giống như mình thì đây thực sự là một cái chân ái luôn. Trong sản phẩm này thì nó sẽ có chứa cả BHA và AHA. Ngoài ra thì cái chất xà phòng này nó tẩy rửa nó vừa phải, cái độ pH sản phẩm này nó không quá cao nhé. Khi mà làm sạch xong thì mọi người sẽ thấy là da của mọi người nó không bị quá khô căng. Và đối với BHA và AHA trong sản phẩm này ấy, thì nó sẽ có tác dụng cho việc mà loại bỏ đi cái lớp tế bào sừng dài bên ngoài này, loại bỏ đi tế bào chết, và bên cạnh đó thì nó sẽ có khả năng làm thông thoáng lỗ chân lông đến từ vị trí của BHA. Nên thực sự đây là một cái miếng xà phòng mà mình rất là thích và mình rất là ham sử dụng, và nó sẽ có tác dụng tốt cho cái việc mà dưỡng trắng da này, điều trị viêm năng lông, điều trị dày sừng năng lông và bị mụn cơ thể. Thì đây là ba đối tượng mà cái sản phẩm này sẽ hướng tới nha. Tiếp theo thì đó là một cái sản phẩm không thể thiếu trong cái bước mà dưỡng trắng từ bên ngoài cho mọi người, đó chính là lotion dưỡng trắng. Thật ra thì mọi người quan sát cái kênh YouTube của mình, mọi người sẽ biết là cái tần suất, cái sản phẩm, số lượng sản phẩm về lotion dưỡng trắng da thì mình đã dùng rất là nhiều rồi. Mình nhớ là bắt đầu là cái sản phẩm Olay này, mình chia sẻ Olay này, sau đó đến Vaseline, rồi sau đó lại đến của nhà Zaka, và bây giờ thì mình đang sử dụng một cái sản phẩm khá là hay, đó là của nhà Amy Happy Skin. Cụ thể như thế nào thì lát nữa mình sẽ chia sẻ sau nhé. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ muốn chia sẻ cả hai cái sản phẩm này. Lý do vì sao mình muốn chia sẻ cho cả hai cái sản phẩm này là bởi vì mỗi sản phẩm thì mình sẽ sử dụng trong một cái bước khác nhau để làm sao để tiết kiệm kinh tế nhất. Bởi vì nói thật với mọi người là kênh của mình tiêu chí lúc nào cũng phải rẻ này, xịn và bổ, và đặc biệt là phải hiệu quả. Mình không muốn chia sẻ cho mọi người những cái sản phẩm nó quá đắt tiền, và nói chung là làm cách nào thì làm nhá. Chia sẻ sản phẩm đắt tiền nhưng mà phải cố gắng để giúp cho mọi người tiết kiệm nhất, và bản thân mình cũng thế. Thì chắc chắn là mình sẽ chia sẻ cho mọi người cả hai sản phẩm này. Và lý do vì sao thì đây, mình sẽ chia sẻ cho mọi người nhé. Đối với cái sản phẩm Vaseline này, nếu trước đây mình sử dụng như một cái sản phẩm body lotion bôi trên da, thì bây giờ mình không còn sử dụng như một cái sản phẩm body lotion nữa, mà mình sẽ sử dụng cái sản phẩm này để làm hỗn hợp ủ trắng nha mọi người. Nghe ủ trắng thì thực sự là nó hơi giống kem trộn, nhưng mà mình nhiều lúc mình cũng nghi ngờ, chết cha, bây giờ có phải là mình đang trộn kem không? Kiểu mình là một đứa rất là anti kem trộn, nhưng mà trời ơi, bây giờ mình đang tự mình trộn kem cho mình. Đó là mình sẽ sử dụng Vaseline này và kết hợp với cả cái bột niacinamide. Bột niacinamide này thì mình cũng đang khá là lăn tăn, bởi vì mình không biết là mình có nên giới thiệu cho mọi người cái bột này không. Bởi vì là đây là một cái bột niacinamide nhưng mà nó có xuất xứ từ Trung Quốc, và nhìn cái bao bì như thế này thì mình không đánh giá cao. Mà thực sự là nếu như mọi người mà cần một cái sản phẩm uy tín hơn thì mình sẽ đặt link một cái sản phẩm niacinamide của nhà The Ordinary dạng bột ấy. Thì cái độ uy tín, cái độ nguồn gốc xuất xứ và hiệu quả của nó thì nó sẽ ổn hơn cái này rất là nhiều. Nói chung là hiệu quả trên da về cái mức độ làm trắng da nhá thì nó tương đương nhau thôi, bởi vì nó đều là niacinamide 100% cả. Tuy nhiên thì cái bột này nó rẻ hơn cái niacinamide bột của nhà The Ordinary, có lẽ là phải 1/2, 1/3 gì đó, nên là mình vẫn đang dùng cái này. Còn nếu như mọi người muốn tìm một sản phẩm uy tín hơn thì có thể tham khảo sang của nhà The Ordinary nha. Và thực sự là nhờ cái hỗn hợp thần kỳ này mà mình thấy rằng da của mình nó bật tông ngay sau 2 tuần mọi người, chỉ 2 tuần thôi nó không nói điêu luôn. Và đặc biệt là đối với cái tình trạng da bị cháy nắng ấy thì cái khả năng bật tông của nó càng tốt nữa, nên là mọi người có thể cân nhắc nha. Thì cái tỷ lệ ủ như sau. Đầu tiên nhá, mình sẽ sử dụng một cái muỗng cho sẵn của cái sản phẩm bột này, một muỗng nhỏ nha mọi người. Một muỗng nhỏ như thế thì nó sẽ tầm khoảng tầm một cánh tay của mọi người thôi. Còn nếu như mọi người ủ cả người nhá, từ trên xuống dưới toàn thân ấy, thì mình sẽ sử dụng khoảng tầm 5 thìa bột nha mọi người. Và mình sẽ ủ với cái sản phẩm Vaseline này. Tại sao mình lại chọn cái sản phẩm Vaseline này? Thứ nhất đó là niacinamide là một cái chất nó khá là nhạy cảm và nó không ổn định nha mọi người. Thực sự là nó không ổn định. Cái độ pH của nó sẽ là tầm gần 6, tức là khá là trung tính. Nhưng mà nó dễ bị gọi là bị biến đổi khi mà tiếp xúc với một số những cái hoạt chất. Ví dụ như là có hoạt chất mà có nồng độ axit khá cao như là BHA này, AHA hoặc retinol, hoặc là những cái dẫn xuất vitamin A ấy. Nói chung là không nên sử dụng chung với niacinamide.
niacinamide. Mọi người nên sử dụng những cái sản phẩm mà vốn dĩ nó đã chứa niacinamide, hoặc là vitamin C cũng được. Vitamin C kết hợp niacinamide cũng khá là tốt. Đơn cử là cái sản phẩm nhà Vaseline này thì trong đây nó có cả cái hoạt chất là glutathione này, HA, và bên cạnh đó thì cái hoạt chất dưỡng trắng còn đến từ niacinamide, thì cái này nó dùng được nha mọi người. Và khi trộn thì nó sẽ không gây ra hiện tượng là biến đổi chất hay là làm biến đổi cái chất niacinamide thành niacin nhá. Sau khi mọi người đã tắm xong này, da của mọi người nó còn ẩm nhá, không được ướt nha mọi người. Thì mọi người hãy sử dụng cái hỗn hợp bột này và mọi người massage trên da khoảng tầm 5 phút, massage đều và xoay tròn nha mọi người. Khi đó thì mọi người sẽ thấy là cái hỗn hợp này nó sẽ có một cái độ kết dính và dính dính nhẹ. Cái độ dính này nó sẽ đến từ cái bột niacinamide khi mà kết hợp với cái lotion thì nó sẽ tạo ra cái hiện tượng là nó dính dính và nhấp nhấp như thế. Và mọi người sẽ ủ trên da, nói chung là ủ thì mọi người có thể ủ bằng cuốn cái ni lông. Mình thì mình thích cuốn bằng ni lông hơn. Thứ nhất là nó đỡ hạn chế cái tình trạng dây da này. Thứ hai đó là nó sẽ có một cái hiệu ứng, đó là nó tăng nhiệt độ và giúp cho cái quá trình hấp thu chất của da ấy, nó diễn ra tốt hơn. Thì cái này tùy vào từng người nhá. Còn nếu như các da bạn nào mà dễ bí ấy, thì mọi người không cần phải ủ bằng ni lông đâu. Và mọi người sẽ ủ trên da khoảng tầm từ 20 cho đến 30 phút. Nói chung mình thì mình sẽ ủ trong tầm 30 phút và mình sẽ cuốn ni lông. Và một tuần như thế thì mình sẽ ủ 2 lần nha mọi người ơi. Và sau khoảng tầm 2 tuần cho đến 1 tháng thì mọi người sẽ thấy tùy nền da thôi. Nhưng mọi người sẽ thấy là da của mọi người nó sẽ được nâng tông. Tất nhiên nó sẽ tùy vào cái mức độ cơ địa và cái mức độ sắc tố da của từng người và cái độ đáp ứng khác nhau nữa. Rất là nhiều yếu tố. Nhưng mà sau khoảng tầm 1 tháng thì mình chắc chắn là da của mọi người nó đã có sự cải thiện rồi. Và đây cũng là cái chìa khóa trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho tất cả mọi người. Bởi vì thực sự khi mà mình đưa vào cái routine này thì mình thấy da của mình nó bật tông hẳn luôn. Và mình thấy thực sự là rất là bất ngờ luôn đấy mọi người ơi. Còn đối với cái sản phẩm đến từ nhà MB thì sao? Mình không nhận quảng cáo cho sản phẩm này nhá. Chẳng qua là mình dùng thích thì mình chia sẻ cho mọi người thôi. Còn mọi người thích hay không thì là quyền tự do của mọi người. Đầu tiên nhá, cái sản phẩm này nó cũng chứa 10% niacinamide, là một cái nồng độ khá là cao và cực kỳ hiệu quả trong cái việc mà làm sáng da. Tất nhiên thì để nói ủ một buổi sau đó là nó trắng hẳn bật tông khi mà mọi người rửa lại thì thực sự là cái sản phẩm này mình không thấy như thế đâu mọi người ạ. Có lẽ là phải da của các bạn nào bị cháy nắng ấy thì mọi người mới dễ nhận ra cái hiệu quả đấy. Còn cá nhân mình mà hãng quảng cáo là ủ một phát xong là chẳng ngay sau một lần đầu tiên thì không, da của mình không như thế. Và kể cả là da của các bạn test trong tim của mình thì nó cũng không có cái hiện tượng chẳng bất ngờ như thế luôn. Nên thực sự là nói chung là cái điều này thì mình còn đặt ra một cái chấm hỏi khá là lớn. Nhưng mà về lâu dài thì đây là một cái sản phẩm khá là tối ưu nha mọi người. Ngoài niacinamide 10% thì trong đây còn có phức hợp là vitamin C với cả là alpha arbutin. Nói chung là rất là hiệu quả. Nói chung những cái hoạt chất này đều là những cái hoạt chất vàng trong cái việc mà dưỡng sáng da cho mọi người. Nên là cũng không cần phải lăn tăn khi mua sản phẩm này. Chẳng qua là nó cũng hơi đắt nên đó là lý do vì sao mà mình không dùng cái sản phẩm này để ủ chung với cả bột niacinamide. Mọi người một lần mà ủ những 6 thìa như thế thì một chai như này có lẽ là mọi người dùng 2 tuần là hết. Và mình thấy rằng như thế thì rất là phí luôn ấy. Và giá thành của sản phẩm này nó không phải rẻ đâu mọi người ơi. Nên là mọi người có thể tham khảo nha. Ngoài ra nếu như mọi người không có ngân sách để mua cái sản phẩm Emmy này thì mọi người cũng có thể sử dụng cái sản phẩm Vaseline này hoặc là cái sản phẩm Zaka đều ok nhá. Mấy cái đấy thì mình đã kiểm chứng qua cái hiệu quả làm trắng da đều rất là ok la luôn. Đấy là chu trình dưỡng da buổi tối của mình. Và mình cũng nhấn mạnh luôn, đó là cái hiệu quả làm sáng da và dưỡng trắng da nó sẽ chủ yếu đến từ cái routine buổi tối nha mọi người. Còn buổi ngày thì chẳng qua là nó sẽ tạo cái hiệu ứng trên da để làm cho mọi người tự tin hơn, cũng như là nó sẽ hỗ trợ góp phần hỗ trợ thúc đẩy cái quá trình trắng da của mọi người nó nhanh hơn. Ok, bây giờ sẽ là cái routine buổi sáng của mình như thế nào. Còn đối với buổi sáng ấy thì mình sẽ sử dụng luân phiên hai cái sản phẩm này. Tại sao lại là luân phiên? Thứ nhất đó là nếu như mà ngày bình thường mình mặc đồ dài ấy, mình không đi đâu cả, thì mình sẽ dùng cái kem chống nắng đến từ nhà Biore. Cái sản phẩm này thì mình đã giới thiệu trong một cái video top sản phẩm chống nắng body rồi đúng không? Mình cực kỳ thích cái sản phẩm này, mọi người thấy này. Mình dùng teo top hết rồi mọi người ơi. Và mình đã dùng sang tip thứ 4, thứ 5 rồi. Nên đây thực sự là một cái sản phẩm chân ái đối với mình. Lý do vì sao? Thứ nhất, cái sản phẩm này nó có khả năng chống nắng khá là ok, khá tốt. Và đối với cái chu trình dưỡng sáng da của chúng ta ấy, thì thực sự một cái sản phẩm kem chống nắng có màng lọc tốt thì thực sự là không thể thiếu được. Và đây là một cái sản phẩm mình sẽ recommend, highly recommend cho mọi người. Thứ hai nữa là cái sản phẩm này nó có khả năng nâng tông rất là đẹp. Không phải là quá trắng, nhưng mà nó sẽ nâng tông một cái cảm giác rất là mịn màng, trắng sáng như trên da. Nói bật tông 1, 2, 3 tông giống như những cái sản phẩm makeup body thì không. Nhưng mà thực sự cái hiệu ứng makeup ở trên da của sản phẩm này nó khá là đẹp. Và nó không bị lộ vân kem, và bên cạnh đó thì độ phủ khá là tốt. Cái này thì mình đã chứng minh trong cái video review kem chống nắng body rồi. Và ngoài ra thì trong cái sản phẩm này thì nó có một số những cái hoạt chất có tác dụng làm sáng da, dưỡng da nữa. Nên đây là một cái sản phẩm mình sử dụng không thể thiếu. Buổi sáng thì mình sẽ không sử dụng cái kem dưỡng trắng da hay là một cái sản phẩm serum trắng da cho body gì cả. Bởi vì những cái lý do sau. Thứ nhất, những cái sản phẩm trắng da
da thì cực kỳ dễ bắt nắng. Và thứ hai nữa đó là nếu như mà sử dụng những cái sản phẩm lotion trước đó ấy, và sử dụng kem chống nắng lên thì nó sẽ có hiện tượng vón này. Thứ hai đó là cái hiện tượng dính dít ở trên da, mình ghét cái cảm giác đấy lắm. Và mình thấy rằng là thực sự một cái nền da đẹp ấy thì là một cái nền da phải đủ cái độ thông thoáng. Buổi tối chúng ta đã dưỡng da và cái thời gian để cho cái hoạt chất ngấm vào da khá là lâu rồi, nên là thực sự buổi ngày thì nó cũng không cần phải quá là gồng gánh như thế đâu mọi người ạ. Chỉ cần một cái sản phẩm bảo vệ tốt, có một cái hiệu quả dưỡng da nhẹ nhàng như thế này là ok. Còn những cái hôm nào mà mình cần đi ra ngoài này, hoặc là mình mặc đồ ngắn tay, cộc tay ấy, hoặc là khi nào mà mình lên video ấy, thì mình sẽ sử dụng cái sản phẩm này. Và cái lý do mà mình cũng rất là khuyên mọi người trong cái quá trình mà dưỡng trắng da thì mọi người nên sử dụng một cái sản phẩm make up body, đó là bởi vì thứ nhất là nó sẽ làm cho mọi người hiện tại tạm thời là mọi người sẽ cảm thấy là ưng ý cái nền da của mọi người, tức là nó sẽ được nâng tông nhẹ nhàng và nhìn nó sạch sẽ, nó đẹp. Thứ hai nữa đó là cái vấn đề tâm lý ấy. Bản thân chúng ta nào cũng thế thôi, khi mà bắt tay vào một cái routine dưỡng da này, trị mụn hay là dưỡng trắng vân vân ấy, thì chúng ta đều rất rất là mong muốn được thấy được kết quả ngay, và tất nhiên là không bao giờ có cái kiểu mà vừa nhanh mà vừa hiệu quả được. Thế nên là một cái sản phẩm make up body nó sẽ có tác dụng cho cái việc mà ổn định tâm lý, tức là khi mà nhìn vào da buổi sáng bôi lên mình thấy trắng trẻo sạch sẽ và ai cũng khen ấy, thì đấy cũng là một cái sự gọi là trấn an tâm lý khá là hiệu quả rồi. Và ngoài ra những cái sản phẩm make up body thì thông thường hãy lựa chọn những cái sản phẩm mà nó có tác dụng dưỡng trắng lâu dài nữa thì nó sẽ tốt hơn. Thì đấy là những cái điều mà mình muốn chia sẻ cho mọi người trong video ngày hôm nay. Nếu như mọi người có điều kiện thì mọi người có thể áp dụng cả cái routine này, bởi vì mình thấy rằng đây là một cái routine rất là an toàn, hiệu quả, kể cả là với các bạn có nền da nhạy cảm hay là mẹ bầu thì vẫn có thể sử dụng được, trừ cái xà phòng Xantit là chứa BHA thôi, còn những cái sản phẩm khác thì nó đều rất là an toàn. Bên cạnh đó ấy, thì nếu như mọi người mà không có kinh tế thì mình sẽ recommend cho mọi người một số những cái chìa khóa mọi người có thể thêm vào cái routine của mình mà không cần phải mua tất cả những sản phẩm này đâu. Tất nhiên là cái hiệu quả nó sẽ chậm hơn nhưng mà nó vẫn đem lại cái hiệu quả tốt. Đó, thứ nhất đó là cái bột niacinamide và cái kem dưỡng Vaseline. Mình nói rồi mọi người, Vaseline sẽ trộn chung với bột niacinamide hoặc là sử dụng như một cái body lotion sau khi mọi người tắm. Sau khi mọi người ủ xong thì mọi người vẫn có thể sử dụng như một cái sản phẩm dưỡng body lotion. Và buổi sáng thì mọi người chỉ cần dùng cái kem chống nắng Bioré này là ok. Nói chung đấy là những cái bước tối giản và tinh giản nhất trong một cái routine dưỡng trắng da. Còn bản thân mình thì những cái gì mình dùng mình đã chia sẻ hết cho tất cả mọi người rồi, mình không hề giấu giếm mọi người cái điều gì cả. Và hy vọng là những chia sẻ của mình có thể giúp ích được cho mọi người, giúp cho mọi người xinh đẹp hơn và tỏa sáng hơn hàng ngày, giúp cho mọi người có được một cái nền da như mọi người hằng mong muốn. Đấy là cái điều mà mình rất là vinh hạnh và mình rất là hạnh phúc. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Nếu như mọi người thích video này thì đừng quên cho mình xin một like, subscribe nhé. Bye.